Mày có điên không? Thấy xe lao tới mày còn lao ra nữa. Mày tính làm anh hùng hả? Mày có chết đi người ta cũng chửi mày ngu, chứ không ai khen mày là anh hùng hết á. Mày bớt nói lại đi. Mạnh à, tại sao bất chấp tính mạng như vậy chứ? Nhìn thấy không? Một tiếng cảm ơn còn không có nữa, tội tình gì phải làm như vậy? Trương Anh. Kêu ai ạ? Trời đất ơi, bà còn ở đó mà nói như vậy nữa hả? Nếu như thằng Mạnh á, nó không vì hai cái tên Tuyết Anh á, nó không có bất chấp tính mạng như vậy đâu. Nè, trái tim mà nằm bên phải hay bên trái vậy? Hay là nó quá thạch rồi? Mày im đi, để tao nói chuyện riêng Tuyết Anh được không? Mày bị điên giống bả rồi. Tuyết Anh nè, dù có ai nói gì đi chăng nữa thì anh biết em không đến nỗi nào vô cảm đánh mất lương tâm của mình như vậy. Từ cái lúc em điện thoại cho anh, em nói là đang như gặp nạn, thì anh biết em không thay đổi. Nếu có chăng chỉ là em đeo mặt nạ cố tạo bên ngoài một sự lạnh lùng vô cảm. Nhưng em vẫn là Tuyết Anh, một Tuyết Anh ngang tàn nóng tính, nhưng bên trong là một trái tim đầy lòng trắc ẩn. Nói nhiều quá. Anh nói không đúng sao? Nếu giả sử hồi nãy anh có mệnh hệ gì, em khóc nhiều lắm đúng không? Nếu cái chết của anh làm cho em thức tỉnh, anh cũng cam chịu nữa kìa. Nói gì toàn chết chóc không vậy? Bưng nói lại đi. Chỉ nói giả sử thôi mà. Muốn nghe tôi nói thiệt hay là nói dối? Nói thiệt. Nói thiệt á, nếu như lúc nãy anh mà có bị tai nạn á, tôi cũng sẽ không bao giờ khóc. Mày muốn đủ mướn thời gian gì tôi nữa? Đó, mày thấy chưa? Mày thấy mày ngu chưa? Bây giờ chính miệng mà nói rồi đó. Hả? À, mày sáng mắt ra chưa? Tôi gặp, tôi nói cho bà biết nè, cái chuyện hồi nãy không phải là tai nạn bình thường đâu, mà là bà như ý sai người thủ tiêu bà đó. Nó canh me bà lâu lắm rồi, chỉ cần bà đi ngang qua thôi là nó dớp bà liền. Gì chứ? Nhảm nhí. Nhảm nhí hả? Không tin phải không? Mày đưa điện thoại đây. Đưa đây. Lẹ. Coi nè, coi thử coi bà có xanh mặt hay không. Đây nè. Nè, coi đi. Chóng mắt lên mà coi. Bà nhìn cho kỹ đi, coi có phải thằng tài xế hồi nãy không. Bây giờ hả, bà có còn cho đó là tai nạn không? Tôi với thằng Mạnh biết được á, cho nên chạy lại đây báo cho bà biết á. Bà phù thủy này thiệt là độc ác. Độc ác? Độc ác sao bằng bà? Người ta liều mạng ra cứu bà mà còn bị chửi nữa, bị cho là mất thời gian nữa. Biết cái đó là âm mưu giết người rồi sao đâm đầu ra chi nữa, còn giờ chết hả? Đồ điên. Nó không có điên mà là nó ngu. Anh Mạnh, anh không thấy lạ hả? Sao chiếc xe đó lại dừng lại? Đáng lý á, nó phải... Ờ, chính giờ nó ngừng lại á, cho nên bà với nó mới ngồi đây đặt ra câu hỏi này nè. Đẹp, anh cũng không hiểu sao? Chắc chắn là có vấn đề. Không được, tôi phải về gặp bà phù thủy. Tôi phải hỏi bà cho ra lẽ mới được. Trời đất ơi, có ai thoát chết mà quay trở lại hang sói cho con sói ăn thịt không? Nè, mà đừng làm tôi bối rối nữa nha Tuyết Anh. Hả? Thằng này nói đúng đó em, đừng quay về đó nữa. Bà phù thủy gọi. Em nghe thử coi bà ta bà nói cái gì. Nghe đi, nghe đi. Alo. Sao rồi? Bà ta nói gì với em? Bà phù thủy này thiệt là ác độc, thiệt là đáng sợ mà. Một đằng á thì cho người ám sát tôi, đằng khác thì gọi điện thoại cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra hết á. Bà ta nói gì với em? Bà nói á, muốn tôi làm cho bà thêm một việc nữa, tiền sẽ tăng gấp đôi. Thank you.
Mày nghĩ bà Trần nó có quay về đó không? Tao nghĩ là có đó. Vì sao? Vì tiền. Bây giờ bà đang dao động gì bà như ý đưa ra số tiền quá lớn. Tao không có tin. Tao không tin Tuyết Anh vì tiền bất chấp tính mạng như vậy. Vậy là mày không hiểu chút xíu gì vậy bà? Mày không tin phải không? Theo tao. Mày làm gì đó? Tuyết Anh. Nhị. Mày đi đâu vậy? Cái tôi. Em có đi không? Em nghĩ là bà ta dễ dàng chăm số tiền như vậy à? Em cũng cần tiền bất chấp tính mạng mình như vậy sao? Có gì đâu. Thì có gì mày nhào ra thế mạng cho bà một lần nữa. Em đi. Làm gì đồng thanh đồng thủ dữ. Tuyết Anh, nghe nói nè, bỏ hết tất cả về quê đi em. Bây giờ em cầm số tiền đó, em trình báo công an, em khai là bà ta đã sai khiến em. Em làm như vậy đó thì những tháng ngày sau này em mới có thể sống yên ổn được. Anh nói mày điên không? Bây giờ tôi tố cáo bả thì sao? Cho dù tôi tố cáo bả đi nữa thì cũng không có buộc tội bả được đâu. Bà ta rành pháp luật lắm. Bà ta đâu có ngu mà để sơ hở để cho con hồ đồ như em lật tẩy bả chứ. Nhưng mà không phải như vậy mà em càng ngày càng lấn thân vào con đường nguy hiểm. Biết bà ta như vậy rồi còn lao đầu vô à? Tôi có cách của tôi. Bà ta rồi sẽ bị con này dạy cho một bài học. Em có điên không mà nghĩ mấy cái trò trẻ con như vậy? Em nghĩ cái gì bà ta biết hết á. Em chỉ cần nhúng nhích một cái thôi bà ta bắt diệt em liền. Con người á, cho dù có khôn ngoan cỡ nào cũng sẽ phải có lúc sơ hở. Rồi bà ta sẽ thấy con Tuyết Anh này sẽ dạy cho bà ta một bài học. Anh không cho em đi. Bỏ ra. Anh không cho em đi. Buông nào. Không buông đó. Không em sẽ. Em làm gì anh? Ây da. Cô có đáng Tuyết Anh không? Cứ tạm thời vậy đi, cho bà đừng có quậy quọ nữa. Rồi sau đó là tính. Mà nè, tao cảnh cáo mày nha, đừng có mà siêu lòng rồi cởi trói cho bà đi. Nhưng mà đây đâu phải là cách đâu. Tao biết là như vậy, nhưng mà bây giờ tao đang tìm một người để mà có thể khuyên được bà. Ai? Ý mày nói Tuấn Khải chứ ai. Cái quan trọng bây giờ nè là mày dẹp hết ghen tuông qua một bên để mà lo chuyện lớn. Tao đi tìm Tuấn Khải á. Nhớ những gì tao dặn nghe chưa? Không cởi trói. Vẫn chưa liên lạc được với nó sao? Con khốn này, qua nay làm gì em gọi nó không bắt máy. Sao không cho người lụng sục? Em đã cho người xuống tận quê mà tìm không có thấy. Không biết nó trốn ở xó xỉnh nào nữa. Có lẽ nó biết em cho người cán chết nó nên nó sợ, không dám bén mảng. Em nghĩ không đâu. Bởi vì lúc em điện thoại á, nó không biết gì hết. Nếu nó không về, công ty của ta sẽ gặp khó khăn. Bên SSI cho kỳ hạn hết ngày hôm nay. Nếu không, họ sẽ xúc tiến bên công ty đối thủ. Em nghĩ nó sẽ quay về. Chắc chắn nó sẽ quay về. Em dám tin điều đó sao? Số tiền rất lớn,
Nó không bỏ qua đâu. Em lạ gì tánh con nhỏ này. Em tin vô trực giác của mình. Trực giác của bà rất đúng. Cô rất là thông minh. Chúc mừng cô đã trở về. Món hờ vậy, sao tôi có thể bỏ qua được? Ok, tôi biết cô sẽ quay trở về. Nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Số tiền bà hứa phải tăng gấp đôi. Cô dám ra điều kiện với tôi hay sao? Cô không sợ à? Tôi biết nếu chưa xong vụ này, bà sẽ không dám làm gì tôi đâu. Ok, cô sẽ có một món tiền hậu hĩnh. Cảm ơn ông. Ông thật là hào phóng. Còn ba? Được rồi. Em mời anh ngồi. Cảm ơn. Con chào chú. Chào anh. Chào anh. Mời anh ngồi ạ. Cảm ơn. Xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho anh? Tôi cần thuê người âm thầm bảo vệ 24/24. Bảo vệ cho anh hả? Không. Cho người này. Chúc mừng cô. Nhìn vẻ mặt của mấy thằng hồi nãy rất là hài lòng. Nếu như có giải vị gì xuất sắc, tôi sẽ đề cử cô đó. Có gì đâu. Kịch bản có sẵn, chỉ cần học thuộc và thêm một chút diễn xuất nữa thì mấy vị đó tinh sái cổ. Vài bữa nữa mấy vị đó sẽ trở về nước, sau đó sẽ quay lại đây và ký hợp đồng chính thức. Nhưng mà nên nhớ, cô đang đóng kịch chứ không phải là đặt như thật đó nha. Chưa à, anh nhắc tôi mới nhớ. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Trước khi nghỉ ngơi, ký hết đóng hợp đồng này đã nha. Thank you.
Mời vào. Người này là ai vậy bà? Sao lại nằm bất động, không nói không cười gì hết? Tôi nghe người ta nói ông là ông chủ cũ của căn nhà này nè, bị tai biến á nên liệt luôn rồi. Thật là tội. Mọi việc tốt không anh? Rất ok. Ok là tốt rồi. Vậy công của em không nhỏ đâu nha, anh nhớ thưởng cho em đó. Công lao gì nào? Thì đào tạo cho anh một diễn viên xuất sắc. Nó thật là giỏi. Anh cảm thấy nó tỏ ra rất thông thạo và chuyên nghiệp hơn trước rất nhiều. Nó chẳng những có một gương mặt ăn ảnh mà diễn xuất thì khỏi chê luôn, nên mấy thằng Hồng Kông á bị đưa vô trồng ngọt xớt. Đúng rồi, ngay chính anh cũng thấy nó rất giống Đan Như. Từ tác phong đến cử chỉ ăn nói, em huấn luyện nó y như là photocopy vậy. Em mà thôi nha, bye anh. Nước mắm đâu rồi? Bà làm gì thơ thơ thẩn thẩn như mất hồn vậy? Bà chủ, tôi thấy có cái chuyện này kỳ kỳ sao bà chủ? Chuyện gì? Dạ, đêm qua tôi có nghe tiếng khóc thút thích ở trong phòng của ông chủ á. Ông chủ nào? Ông Đăng Khánh là chủ nhà này mà. Dạ dạ, dạ phòng ông Hải Minh á. Tôi có nghe tiếng khóc thút thích ở trong á. Cái tôi mới lần tôi tới. Cái tôi thấy cái chỗ trống á. Nó khóc hả? Dạ, lạ lùng cái á là tôi tới nơi á, cái nín thinh nè. Vậy nó làm gì trong đó? Dạ, cô đứng nhìn á ông chủ Hải Minh á. Ông Hải Minh. Rồi cái cô hỏi tôi á, ông này là ai? Rồi cái cô nói tội nghiệp quá. Vậy còn tiếng khóc trong phòng đó thì sao? Dạ, chắc là tôi lãng tai. Bà nhảm quá đi. Dạo này anh thấy Đăng Như có gì khác không? Biểu hiện khác là sao hả bà chủ? Tôi mới vừa hỏi rồi, bây giờ hỏi ngược lại tôi là sao? Dạ, tại bà chủ nói tôi không hiểu, tôi hỏi lại cho chắc ăn. Tôi hỏi anh á, có thấy Đăng Như có biểu hiện gì khác trước hay không? Dạ tôi thấy cô Đăng Như cũng vậy à, có gì khác đâu. Bộ bà chủ thấy khác hả? Tập trung lái xe đi, ngu lâu quá. Dạ, hồi đó tôi làm gì cậu cũng la tôi hết trơn á. Hình như cậu không hài lòng tôi bất cứ chuyện gì. Tôi nhún vai, cậu cũng la. Tôi lè lưỡi cậu cũng cấm. Thậm chí tôi hát xì cậu cũng khó chịu nữa. Cậu nói tôi á, có kể không giống người ta, tôi giống cái lòi gì không á. Mà bà nghĩ coi, hát xì làm sao mà bắt chước được. Ba mẹ mình sinh ra thì sao mình để vậy. Em đang nghĩ gì vậy? Anh không thấy lạ sao?
Em đang nói về ai? Đang Như. Ờ à, không phải, Đức Anh. Từ lúc nó trở về em thấy lạ lắm. Mặc dù nó cứ lanh chanh lý lắc như trước kia, nhưng ánh mắt nó rất là lạ. Em có cảm tưởng như chính là Đang Như vậy. Em có đa nghi quá không? Nhiều khi nó đóng riết rồi thành thiệt. Sao lúc này nó đi sớm về trễ? Bộ công ty nhiều việc lắm hay sao? Không, anh nghe Thiên Bảo nói lúc này nó siêng năng, ở trong phòng chơi game caro với thằng trợ lý. Thật vậy hả? Em đừng có đa nghi nữa, thôi đi ngủ đi. Có chuyện gì? Không có gì. Tôi nghe nói dạo này cô siêng năng làm việc lắm. Thì phải làm như thiệt để tụi nhân viên nó không nghi ngờ chứ. Chuyện bên công ty đầu tư SSI khi nào mới xong? Có phải khi tôi có mặt á, tụi nó mới chịu chi tiền góp vốn đúng không? Biết nhiều quá sẽ không tốt đâu. Cô chỉ cần biết khi nào họ đồng ý chuyển tiền thì cô sẽ chấm dứt vai diễn và nhận được số tiền đã thỏa thuận. Tôi cũng mong như vậy. Bà nhớ nha, bà nhớ chung đủ á. Chúc cô ngủ ngon. Chúc bà ngủ ngon. Sao rồi, hết đa nghi chưa? Đúng là nó vẫn bị thương. Mặc dầu mẹ nó bị nguy hiểm tính mạng, nhưng nó không làm gì được với bàn tay cùi của nó. Vậy thì tốt quá rồi còn gì. Thôi nha. Chuyện gì vậy cô Đăng Như? Bà ấy muốn thử coi con có bị thương thiệt hay không với Du. Trời ơi, cái bà đó thiệt là tàn ác dễ sợ à. Người ta đã bị như vậy rồi mà không chịu buông ta nữa.
Trời ơi, chắc bà Lan cũng hoảng sợ lắm phải không? Tội nghiệp quá trời thiệt rồi. Như ý, đã đến lúc tôi sẽ cho bà biết thế nào là sự trả thù. Chó ngoan thì không cản được, mày không nghe người ta nói sao? Nhìn đi, anh với tôi cũng đồng loại mà, có gì khác nhau? Người khác chó là có đầu óc. Vậy thì nhìn đi, có gì khác nhau đâu? Mày đã bị tao chơi một vố đau đớn, mày không biết cụp đuôi mà đi chỗ khác, cỏ đó sủa nữa hả? Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho anh thôi. Bị người ta sổ mũi dắt đi, không có biết. Mày đứng lại, mày muốn nói cái gì? Bộ anh không biết Hồng Hoa bỏ anh theo thằng khác hả? Mày biết thằng đó sao? Muốn biết á, về mà hỏi ông Đăng Khánh á, cha của anh đó. Mày đứng lại, thằng khốn. Mày nói cha là cha ai? Còn Hồng Hoa có liên quan tới chuyện này? Alo, có chuyện gì? Ba đang ở đâu? Và đang làm gì? Sao con lại nói với ba cái giọng đó? Cho con gặp cô gái ngồi kế bên ba. Con muốn nói chuyện với cô ta một chút. Thiên Bảo, con nói cái gì vậy? Ai vậy anh? À, chắc thằng Thiên Bảo có chuyện gì đó. Thôi, em nên về sớm đi. Sao anh không nói thẳng với Thiên Bảo đi? Cứ lén lút như vậy hoài, em bực mình quá. Ngoan đi nào, bây giờ không phải lúc. Đi em. Chuyện này ra lẽ con không ngờ người cướp nhân tình của con lại là ổng. Bây giờ mẹ bắt con phải làm sao đây? Con suy nghĩ lại đi. Cái hạng con gái có thể lên giường với tất cả các loại đàn ông, con đáng cho con yêu hay không? Nếu không phải ba con á thì nó cũng bám vô một người khác vì tiền. Vì loại con gái đó, con xứng đáng cho con yêu không? Vì nó mà con trở mặt với ba mình hả? Đã vậy
còn làm những chuyện chẳng ra gì để cho thiên hạ nhìn vô xem như một vở hài kịch rẻ tiền. Thật là nhục nhã hết sức mà. Con hãy về gác tay lên trán, suy nghĩ xem hạng con gái đó có xứng đáng để cho con mất thời gian và công sức như vậy không. Nhưng mà mẹ à, mẹ nói con không nghe hả? Im đi. Anh có tư cách để lên tiếng hay sao? Thiệt là nhục nhã mà. Anh là một người thiếu gì tiền, thiếu gì thứ chơi, tại sao đi giành giật bồ của con trai của mình? Anh có biết tôi đã phải chịu nhiều khổ sở đắng cay, thậm chí tôi phải khóc phải cười suốt cuộc đời này là vì ai? Anh không biết tôi đã ra tay là bao nhiêu điều tàn ác là vì ai? Là vì người đàn ông mà tôi yêu sai đắm, tôi tôn thờ, tôi trân trọng, chứ không phải là một thằng bất nghĩa. Tôi là cầm thú. Tôi làm tất cả để bây giờ chấp nhận hậu quả đang diễn ra trước mặt tôi hay sao? Anh nói đi, anh trả lời tôi đi. Tại sao anh im lặng vậy? Anh nói đi. Anh là đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn nạn. Anh đối xử với tôi như vậy, tàn nhẫn, anh tàn nhẫn với tôi vậy. Anh ác độc với tôi lắm à. Em, hãy tha lỗi cho anh. Chỉ một phút không kềm chế mà anh đã sai quấy. Anh hứa sẽ cắt đứt, không để lặp lại chuyện này nữa. Anh muốn tôi tin anh hay sao? Hả? Hãy tin ở anh. Anh chỉ chơi qua đường thôi. Vậy thì anh hãy chứng minh đi. Chứng minh cho tôi thấy điều anh nói là sự thật. Cho tôi một con bé. Ông muốn xử thế nào? Hãy cho trên gương mặt của nó vài vết sẹo. Đừng để cho gương mặt quyến rũ của nó đi quyến rũ thêm bất cứ thằng đàn ông nào nữa.